Kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao gặp đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội để phản đối về việc sử dụng vũ lực đối với ngư dân Việt Nam và yêu cầu điều tra vụ việc. Tham gia trại hè Việt Nam 2016, 110 đại biểu thanh niên kiều bào đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm hiểu về truyền thống lịch sử dân tộc. Hội Gia đình Đa Văn hóa Việt Hàn phối hợp với các cơ quan tại Hàn Quốc tổ chức triển lãm ảnh về Biển Đông tại thủ đô Seoul. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 7 năm 2016, Việt Nam và Philippines kỷ niệm 40 năm ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 40 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Philippines đã không ngừng được củng cố và phát triển. Philippines đã trở thành một đối tác chiến lược của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Tháng 11 năm 2015, Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước, đồng thời góp phần vào việc duy trì hòa bình, thịnh vượng và ổn định ở khu vực. Hiện có khoảng 30 hiệp định, bản ghi nhớ, chương trình hành động trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã được ký kết, tạo cơ sở hành lang pháp lý để quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu và thực chất. Thương mại là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Philippines. Kim ngạch song phương đã tăng gấp 6 lần, từ 450 triệu vào năm 2003 lên 2,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2014. Liên tục trong nhiều năm, Việt Nam xuất siêu sang Philippines, trong đó gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Philippines. Sự tăng trưởng về thương mại đã và đang tiếp tục tạo tiền đề để hai nước phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines, phóng viên của Ban truyền hình đối ngoại đã có cuộc trao đổi với ông Noel Sevigan, đại sứ Philippines tại Việt Nam về tình hình và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn đại sứ đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đại sứ, được biết Việt Nam là quốc gia thứ ba Philippines thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sau Mỹ và Nhật Bản. Vậy ông đánh giá thế nào về sự kiện này? Theo ông, việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược có ý nghĩa thế nào với hai nước? Nếu chúng ta nhìn đến vị trí địa lý của hai nước, ta thấy rằng hai nước nằm rất gần nhau. Dù chúng ta cách biển, nhưng chúng ta không nên coi nó là một hàng rào chia cắt hai nước, mà là một cây cầu nối hai quốc gia. Vì thế, chúng tôi thấy được tầm quan trọng mối quan hệ giữa hai quốc gia, và việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Chúng ta cũng nên nhìn đến mối quan hệ kinh tế rất quan trọng giữa hai nước. Chúng ta có mối quan hệ thương mại phát triển mạnh mẽ với cán cân nghiêng về Việt Nam. Vì thế, quan hệ đối tác chiến lược là rất quan trọng để phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước. Hợp tác biển và đại dương tiếp tục được khẳng định là một trong những lĩnh vực quan trọng, trụ cột của quan hệ Việt Nam-Philippines. Ông đánh giá thế nào về hợp tác này? Như tôi đã nói, biển giữa hai nước nên được xem là cây cầu nối giữa Việt Nam và Philippines. Chúng ta có hợp tác trong nhiều mặt như khai thác tài nguyên biển, và dạo gần đây tôi thấy được có cả hợp tác trong đào tạo để phát triển ngành thủy sản. Về mặt chính trị quốc phòng, chúng ta có thể thấy hai nước có hợp tác cực kỳ chặt chẽ. Chúng ta có cùng vị trí trên Biển Đông và chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác để có thể đảm bảo quyền lợi của hai nước. Ông đánh giá thế nào về môi trường đầu tư Việt Nam? Thị trường Việt Nam phát triển rất tích cực. Đây là một nền kinh tế trẻ với rất nhiều người tiêu dùng. Chúng tôi tin rằng mình có thể khai thác những khu vực mới để phát triển kinh tế. Ngoài ra, tôi mong và tin rằng với việc thành lập cộng đồng ASEAN sẽ có mối quan hệ hữu hảo hơn và cạnh tranh công bằng hơn. Việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do cũng là một điểm khiến chúng tôi quan tâm. Theo ông, để thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, những giải pháp và những công tác nào sẽ cần phải ưu tiên triển khai trong thời gian tới? Chúng ta phải có nhiều cuộc họp, cuộc gặp song phương hơn. Cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp hai nước cần gặp nhau để hiểu nhau nhiều hơn, để biết được những cơ hội đầu tư mới. Đây là yếu tố thiết yếu để phát triển kinh tế. Philippines vừa có một tổng thống mới. Theo ông, quan hệ Việt Nam-Philippines sẽ phát triển như thế nào trong nhiệm kỳ mới này? Chúng tôi rất lạc quan về việc phát triển quan hệ giữa hai nước trong tương lai. Thực sự thì do quan hệ hai bên đã có nền tảng phát triển tốt, nên cũng sẽ không có những sự thay đổi đặc biệt.
Tuy vậy, với một bộ máy chính phủ mới và bộ trưởng thương mại mới, một người rất kinh nghiệm, đặc biệt là trong việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, tôi mong rằng kinh tế giữa hai nước sẽ ngày càng tốt lên. Một lần nữa xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, trước thông tin Hải quân Thái Lan nổ súng vào 4 tàu cá của tỉnh Bến Tre của Việt Nam đang đánh bắt trên vùng biển của Thái Lan, khiến 2 ngư dân bị thương, 1 người mất tích. Đại diện Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội để phản đối việc sử dụng vũ lực đối với ngư dân trong bất kỳ trường hợp nào, đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao Thái Lan điều tra vụ việc. Cần nói rõ ràng rằng việc ngư dân xâm phạm vùng biển của các nước lân cận trong quá trình đánh bắt cá là khá phổ biến và là bất hợp pháp. Nhiều ngư dân của các nước cũng xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam. Tuy nhiên, sử dụng vũ lực là không phù hợp với thông lệ quốc tế. Biện pháp thông thường là bật loa cảnh báo, yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm hoặc bắt giữ, xét xử theo pháp luật của nước có quyền tài phán. Vào sáng ngày 11 tháng 7, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam đã tiến hành công tác bảo hộ công dân tại Sở Chỉ huy Cảnh sát tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan, nơi đang giam giữ 15 ngư dân của Việt Nam bị bắt giữ từ ngày 8 tháng 7. Đây là số ngư dân trên 4 tàu cá tỉnh Bến Tre bị tàu Hải quân Thái Lan nổ súng vây bắt, khiến 2 người bị thương, 1 người mất tích, 2 tàu chìm trong quá trình bị dẫn giải về bờ. Tại cuộc tiếp xúc với Chánh Thanh tra Cảnh sát tỉnh Songkhla, Đại tá Alomkhon Simavut, Bí thư thứ nhất Nguyễn Hải Ngọc đã yêu cầu được cung cấp đầy đủ chính xác thông tin về vụ việc. Đại tá Alomkhon cho biết, theo thông tin do Hải quân Thái Lan và theo lời khai của các ngư dân, hai tàu bị chìm có số hiệu là BT-93024TS và BT-98081TS. Tàu bị bắt giữ là BT-93023TS và BT-93133TS. Cũng trong sáng 11 tháng 7, đoàn công tác đã tiến hành công tác bảo hộ công dân, ngư dân hai tàu cá mang biển số KG-907181, 9 người và CM-91653, 18 người bị bắt trên vùng biển Thái Lan trước đó. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Đoàn chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7. Chiều ngày 11 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit và Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chăn Sạm Mòn Chăn Nhạ Lạt đã tiếp thân mật Thượng tướng Lương Cường và đoàn. Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước trong thời gian vừa qua và cho rằng trong tình hình hiện nay, quân đội hai nước cần chú trọng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị nhằm chống lại âm mưu chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào, khẳng định sẽ ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quan hệ quốc phòng của hai nước ngày càng phát triển hiệu quả. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là 71 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ tới Hà Nội để tham dự Olympic Sinh học Quốc tế, gọi tắt là IBO lần thứ 27. Đây là lần đầu tiên IBO được tổ chức tại Việt Nam và cũng là kỳ có số đoàn tham dự đông nhất trong lịch sử. Trong các đoàn tham dự có 3 đoàn là quan sát viên và 68 đoàn có thí sinh dự thi, bao gồm 238 giáo viên và 264 học sinh. Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 7 do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì tổ chức. Sau 4 năm tích cực chuẩn bị từ năm 2012, đến nay công tác tổ chức đã sẵn sàng cho kỳ thi. 110 đại biểu thanh niên kiều bào đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ có thành tích xuất sắc trong học tập tham gia chương trình Trại hè Việt Nam 2016 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức, đã có buổi viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng ngày 12 tháng 7. Đây là hoạt động đầu tiên cho hành trình khám phá những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và cuộc sống con người Việt Nam. Đối với các bạn trẻ, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là chuyến thăm ý nghĩa, một sinh hoạt truyền thống và cũng để bày tỏ lòng biết ơn, yêu kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động tri ân, tưởng niệm, ban tổ chức cũng mong muốn giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, từ đó nâng cao tình cảm tự hào về đất nước, hướng về quê hương, nguồn cội. Sau lăng Bác, đoàn đã tham quan Hoàng thành Thăng Long. Trại hè Việt Nam 2016 sẽ còn tiếp tục với hành trình tham quan các di sản, tìm hiểu lịch sử văn hóa tại Quảng Ninh, Huế và Đà Nẵng. Thưa quý vị, các du học sinh Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới sẽ có thêm những cơ hội phát triển tốt ở Việt Nam để trở về quê hương làm việc.
Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với các bộ ngành liên quan, nghiên cứu những giải pháp để thu hút và sử dụng có hiệu quả học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Chính phủ đã xác định Việt Nam cần có cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp hơn nhằm khuyến khích, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là các du học sinh sau khi tốt nghiệp. Định hướng này càng trở nên cần thiết trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang nới lỏng điều kiện nhận du học sinh và người lao động nước ngoài đến làm việc. Tại Nhật Bản, tỷ lệ sinh viên nước ngoài được ở lại làm việc đang được đề xuất sẽ tăng từ 30% hiện nay lên 50%. Còn Liên minh châu Âu thì cho phép sinh viên và các nghiên cứu sinh có quyền ở lại ít nhất 9 tháng sau khi tốt nghiệp để tìm việc hoặc mở doanh nghiệp. Ngày 10 tháng 7, tại Hội quán Văn hóa quận Dongdaemun ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã diễn ra triển lãm ảnh về Biển Đông. Hoạt động do Hội Gia đình Đa Văn hóa Việt Hàn phối hợp với Trung tâm Nhịp cầu Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức. Đây là lần thứ 7 cuộc triển lãm ảnh về Biển Đông diễn ra tại Hàn Quốc. 50 bức ảnh được trưng bày ở đây là các tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các bằng chứng về những hoạt động trái phép của Trung Quốc nhằm đẩy mạnh quân sự hóa trên các đảo chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Cùng với đó là những khoảnh khắc về phong trào của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm phản đối các hành động phi pháp này. 50 bức ảnh nhưng đều mang một thông điệp, cảm xúc chung. Triển lãm đã cung cấp những hình ảnh chân thực, khách quan, tái hiện rõ nét việc Trung Quốc xâm hại chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông và gây nên tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia khác trong khu vực. Điều này làm tổn hại nghiêm trọng đến trật tự và hòa bình ở khu vực. Thay mặt Hội Gia đình Đa Văn hóa Việt Hàn tại Hàn Quốc, ban tổ chức chương trình, ông Lee Min-keun nhấn mạnh, những chương trình như thế này sẽ tiếp tục được nhân rộng nhằm góp thêm tiếng nói của dư luận, kêu gọi chấm dứt hành động xây dựng trái phép ở Biển Đông, đồng thời hối thúc các nước trong và ngoài khu vực cùng hành động có trách nhiệm để duy trì hòa bình, ổn định, an toàn hàng hải và bảo vệ nguồn sinh thái ở Biển Đông. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Người Việt bốn phương ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Để xem lại các chương trình, quý vị khán giả có thể truy cập vào website và trang YouTube chính thức của VTV4. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.